Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức đến từ kênh Tin nóng đất Việt. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật 24 giờ qua. Cảnh giác với tin giả, quân đội chuẩn bị hố chôn tập thể COVID vì không hỏa táng kịp. Quý vị thân mến, những ngày qua, các đối tượng tổ chức bất mãn, chống phá nhà nước liên tục chia sẻ một video được cho là quay lén cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Video thu hút hàng nghìn bình luận thể hiện sự hoang mang, phẫn nộ. Đáng chú ý, trong đoạn video được cắt gọt không đầu không cuối, không rõ bối cảnh, không rõ thời gian cũng như nội dung cụ thể của buổi họp, các đối tượng thù địch đã sử dụng một số câu hỏi trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các lãnh đạo quân đội, từ đó xuyên tạc quân đội xây lò thiêu, thiêu xác nạn nhân tử vong vì COVID-19, quân đội làm hố chôn tập thể tại sân bay Tân Sơn Nhất để chôn người tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải vì số ca tử vong, người chết không có chỗ hỏa táng, không có chỗ chôn. Ngoài ra, một số fanpage, tài khoản cá nhân như Công giáo, Đạo và Đời, Sài Gòn trong tim tôi, Phạm Minh Vũ đã đưa các thông tin bịa đặt về sự đấu đá giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Trung ương, các mâu thuẫn giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin bịa đặt này rêu rao rằng Thành phố Hồ Chí Minh đã cạn kiệt ngân sách, rằng Trung ương không hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ làm cho có hình thức, rằng việc đưa quân đội từ ngoài Bắc vào Nam là để khống chế Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin được viết, đăng tải một cách mập mờ, có tính chất đánh lợn con đen, các đối tượng phản động lợi dụng để xuyên tạc về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã không thể kiểm soát. Từ đó tung thuyết âm mưu rằng quân đội được điều động vào Nam là để khống chế người dân chứ không phải chống dịch, kích động sự bức xúc của người dân, chống đối chính quyền, phá hoại công tác chống dịch. Mục đích của chúng là tạo sự hoang mang, hoài nghi trong dư luận, chia rẽ đoàn kết dân tộc, phá hoại công cuộc chống dịch của chính quyền. Nguy hiểm hơn là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch bằng mọi thủ đoạn dùng tin giả để bôi nhọ, đặt điều nói xấu lãnh đạo nhà nước, chính quyền nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, gây khủng hoảng niềm tin của người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và khó lường. Có thể nói, sự bùng nổ của công nghệ đã tạo ra thế giới ảo, đó là thế giới đầy khiếm khuyết với vô số quan hệ ảo được thiết lập trên không gian mạng, vô hình chung tạo ra sự ngang bằng giữa cái thật và cái giả lẫn lộn. Kẻ xấu thì luôn lợi dụng và ẩn nấp trong kho tàng thông tin của nhân loại. Thế giới ảo đã vô tình trở thành công cụ đắc lực cho tin giả, nhất là vì tốc độ lan truyền ghê gớm của nó. Vì thế mà tần suất và mức độ tin giả ngày càng gia tăng, những hành vi xuyên tạc, kích động, chia rẽ, phát ngôn thô tục vô tội vạ hàng ngày vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa, với những thông tin đọc bủa vây xã hội trên không gian mạng, nó không chỉ đòi hỏi sự thông thái của cộng đồng, mà còn đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải theo kịp thực trạng, dự báo được những nguy cơ phát sinh tin độc để có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Tức là, chống độc trên không gian mạng cũng cấp thiết như chống dịch ngoài thực tiễn. Mặt khác, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, xử phạt nặng hơn nhằm đủ sức răn đe đối với các hành vi tung tin giả, tin độc, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến rộng rãi đến cộng đồng các văn bản quy phạm liên quan đến các hành vi tung tin giả, qua đó góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng mạng xã hội nói chung và phát tán tin giả nói riêng. Theo đó, xã hội cũng bớt đi những phen phát hoảng vì tin độc, tin giả. Một điều quan trọng không kém, đó là mỗi người dân là một chiến sĩ, cả trên mặt trận phòng chống dịch lẫn mặt trận thông tin. Việc người dân cần làm lúc này là đoàn kết với chính phủ để chiến thắng dịch bệnh, chứ không phải là tin theo các đối tượng chống phá gieo rắc lòng nghi ngờ, buông lời dèm pha, tung tin thất thiệt, gây chia rẽ đoàn kết, làm giảm sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân khi đứng trước giặc dịch mang tên COVID-19. Hãy nhớ, đừng tự biến mình thành con dao cho các thế lực thù địch cầm bàn chui để đâm vào đồng bào, đồng chí của mình. Y bác sĩ thay nhau bóp bóng ngày đêm cứu sản phụ nguy kịch vừa mất con vì COVID-19. Quý vị thân mến, đang mang thai ở tuần 29 thì người mẹ không may mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị.
Tuy nhiên, thai nhi đã vĩnh viễn không thể chào đời, người mẹ cũng rơi vào nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa giữ lại sinh mạng cho sản phụ khi đã cận kề cửa tử. Đó là trường hợp của một sản phụ điều trị tại trung tâm hồi sức của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đóng tại Bệnh viện Quốc tế CD. Ngày 30 tháng 8, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Minh Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Tích cực cho biết, đây là một trường hợp rất nguy kịch, chúng tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không thể qua khỏi. Thai phụ mắc COVID-19 là một trong số những chủ nhà trọ sống rất nhân hậu. Khi thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 tăng cường, nhiều sinh viên rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không thể về nhà. Chị quyết định không thu phí nhà trọ, đồng thời cung cấp các bữa ăn miễn phí để hỗ trợ trong lúc khó khăn, giúp nhóm sinh viên đang thuê trọ không bị đứt bữa. Điều đáng tiếc xảy ra khi một em sinh viên sống tại nhà trọ mắc COVID-19 và lây sang cho chủ trọ chính là thai phụ. Sau khi được xác định nhiễm bệnh, chị bị trở nặng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng thai nhi 29 tuần đã vĩnh viễn không thể chào đời. Sau cuộc mổ xử lý thai lưu, sản phụ bị hội chứng suy hô hấp ARDS khiến phổi đã bị tổn thương nặng, phải đặt nội khí quản. Máy móc không có tác dụng, các điều dưỡng phải ngày đêm thay phiên nhau ngồi bóp bóng. Chúng tôi bàn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương các phương án tối ưu nhất để cứu ca bệnh này, dù hy vọng cực kỳ mong manh. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Minh Khôi cho hay. Tuy nhiên, bản năng sống đã giúp sản phụ lách qua khe cửa rất hẹp của làn ranh sinh tử. Nỗ lực cấp cứu, hồi sức, điều trị liên tục của các bác sĩ đã từng bước thắp lên hy vọng mong manh. Sau nhiều ngày cứu chữa, sản phụ dần bình phục. Ngày 30 tháng 8, các chỉ số sinh hiệu đã từng bước cải thiện. Đó có lẽ là phúc rất lớn của một phụ nữ sống rất có tâm đức. Chúng tôi đã nghĩ cô ấy không thể qua khỏi, nhưng bệnh nhân đã làm nên kỳ tích vượt qua những cơn nguy kịch. Phó Giáo sư Minh Khôi chia sẻ, tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách, tuần qua đã có 21 trên 101 người bệnh được điều trị ổn định và chuyển về tuyến dưới. Hiện có 50 người bệnh thở máy và 49 người bệnh thở HFNC. Con số bệnh nhân bình phục tuy khiêm tốn nhưng là động lực rất lớn lúc này, Phó Giáo sư Khôi nói. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây áp lực rất lớn lên lĩnh vực điều trị, ngoài trang thiết bị phục vụ chuyên môn, nhân lực y tế đang rất khó khăn. Thông thường phải mất 5 đến 7 năm để đào tạo một bác sĩ hồi sức tích cực. Tuy nhiên, trong tình thế gấp gáp, Bệnh viện Đại học Y Dược đã phải khẩn cấp chọn nhân lực, đào tạo trên mô hình và đưa vào làm thực tế, cầm tay chỉ việc cho các bác sĩ để đáp ứng kịp thời công tác điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, nhiều y bác sĩ đang chủ động đăng ký lực lượng tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch, tiếp thêm nguồn lực chăm sóc điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Bà Phương Hằng tức điên khi hay tin Phi Nhung hồi phục, liền cấm cửa ông Đoàn Ngọc Hải đến xin oxy. Quý vị thân mến, mới đây, để củng cố sự yên tâm đến những người yêu mến ông Đoàn Ngọc Hải, một người bạn của ông Hải đã đăng tải những hình ảnh kèm hoạt động của ông Hải trên hành trình từ thiện. Hóa ra, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn song sáo đi làm từ thiện cho người nghèo, công việc mà ông tự vơ vào mình hơn một năm nay. Nhà ông vẫn là nơi tập kết quan tài để người gặp cơn khó có thể qua xin về mai táng người nhà. Xe cứu thương mới vẫn dùng chở thực phẩm đến khu này khu khác, vẫn chở quan tài cho người qua đời và cả bình oxy đến cho những người cần mà chưa thể vào bệnh viện hoặc tự mua. Người bạn của ông Hải viết, có những bước chân lặng lẽ Sài Gòn đêm mưa, vẫn có người đàn ông bước nhanh giao bình oxy, chở người đi cấp cứu hay tặng áo quan cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lần ngồi cạnh anh, thấy chỉ trong 5 phút, gần chục cuộc điện thoại, còn tin nhắn đến tới tấp cầu cứu. Dĩ nhiên, không ít lần anh thừa nhận mình kiệt sức, lớn tuổi, đọc tin nhắn hay nghe điện thoại nhiều cũng đủ khiến đầu óc quay vòng. Anh giờ làm gì cũng chậm chậm thôi, mình cũng cố nhưng không bằng thời trẻ được. Thôi thì cố được mình vẫn cố, vì người nghèo. Nghĩ đến người nghèo khổ, anh có thêm động lực để cố gắng, bởi tất cả những gì anh làm thời điểm này cũng chỉ vì bà con khó khăn mà thôi. Qua những hình ảnh mà người bạn này đăng tải, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn với áo sơ mi trắng, dép tổ ong dưới chân, song sáo bê bình oxy đến tận nhà người cầu cứu. Sức người có hạn, nhiều lần ông Hải đã tự thú mình kiệt sức vì quá nhiều lời cầu cứu, nhưng cũng không nỡ tắt điện thoại. Những hình ảnh này sau khi xuất hiện đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Những người yêu mến và theo dõi hành trình thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải không khỏi xúc động
trước những tình cảm của ông dành cho bà con trong mùa dịch. Trong một lần phát oxy đến nhà bệnh nhân, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ, vác oxy của chị Hằng Đại Nam đây, vác oxy của anh Dũng và chị Hằng Đại Nam đến cho bà con. Oxy lúc này còn quý hơn kim cương nữa, kim cương lúc này đâu có thở được, chỉ có oxy mới thở được thôi, nên món quà của chị Hằng với anh Dũng là tuyệt vời đó. Mới đây, cộng đồng mạng cũng vô cùng xôn xao về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa ông Dũng Lò Vôi. Qua đó, nhiều người bày tỏ sự cảm kích khi cả hai cùng bắt tay nhau đem nguồn sống đến cho đời. Tuy nhiên, giữa làn sóng ngưỡng mộ của cộng đồng mạng thì bà Phương Hằng bất ngờ vạch ranh giới với ông Đoàn Ngọc Hải. Thông qua Facebook người trợ lý, bà chủ Đại Nam viết: "Tôi, Nguyễn Phương Hằng, xin nói rõ sự việc như sau. Ông Đoàn Ngọc Hải đã đi theo đoàn thiện nguyện Nhất Tâm lên Đại Nam xin oxy để cứu người. Và sau khi nhận oxy, ông ấy có cùng chụp ảnh với anh Huỳnh Uy Dũng, sau đó về phát tán khắp nơi với nhiều ý đồ, mục đích khác nhau. Chúng tôi xin tuyên bố rõ, ngoài việc ông ấy đến xin oxy để cứu dân, chúng tôi hoàn toàn không có mối liên hệ nào để gọi là bạn, ngoại giao bình thường. Và để tránh hiểu lầm, vì chính tôi đang chiến đấu với giới showbiz Việt, tôi mong ông đừng đến Đại Nam để tạo ra những hiệu ứng trái chiều. Trong lúc nhạy cảm, xin ông thông cảm và tạm dừng câu chuyện ở đây."